Bún chả ngon, bún chả ngon nhờ, bún chả ngon. Anh ơi, mày vừa đâu về đây? Em mới đi ăn sáng về. Mày cái gì? Em ăn bún chả. Thế bún chả có ngon không? Bún chả ngon. Thế bún chả ngon hay là bún chả ngon? Là bún chả ngon mà. Thế con này, thế là bún chả ngon hay là bún chả ngon? Chị Hằng ơi, cho em quả đu đủ nhá. Bún chả ngon, bún chả ngon. Cái gì? Bún chả ngon. Thế thì đừng ngon nữa. Bún chả ngon mà. Mày chê không ngon cơ mà. Bún chả ngon. Tao không biết, đừng ngon nữa. Thì tóm lại là bún chả ngon hay là bún chả ngon? Bún chả anh.
được làm ngon. Cái con quá tuyệt vời. Này xin. Này chả ngon, chả ngon. Cái gì? Chả ngon. Này chả ngon. Anh ăn đi mà có sức mà kiếm người yêu nhá. Tuyệt vời. Để mà nói rằng ấy là bún chả anh làm ngon đúng không? Thế tóm lại là bún chả có ngon không? Bún chả ứng không? Ừ. Em nói đùa đấy, chứ thật ra là bún chả ngon. Thì có ngon không? Thì bún chả ngon mà. Em biết mà. Dù anh có làm ngon hay không ngon chăng nữa thì anh vẫn không có người yêu. Kệ tao.